Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi về một cái đầu giải mã đến từ Anh Quốc. Rất là đẹp, đẹp long lanh, màu bạc rất là đẹp nha quý vị. Size của nó rất là lớn, size này size chiều rộng 44 nè. Model của nó là Musical Finally A324192K nha quý vị. Model của nó đây nè. Đây. Chị thấy chưa? Nè. Rất là đẹp luôn. Và nó gỏng Cossio Optical. Giải mã này 24 bit nha quý vị. Nhưng mà ở phía sau nó có một cái nút gạt qua. Nếu chúng ta gạt qua thì nó sẽ tự chỉnh lên 192 kHz. Có cái nút chỉnh ở phía sau nha quý vị. Nút gạt qua ở phía sau nha. Rất là đẹp nha. Cái đường dưới này là cái đường nó như vậy nha quý vị nha. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Con này Bi được từng bán, đã từng bán. Nếu như quý vị nhớ thì quý vị biết Bi đã từng bán con này nha. Rồi bây giờ quay phía sau nha. Nó được sản xuất tại Anh luôn nha quý vị. Và điều rất là tiện lợi nữa, nguồn điện của nó là 230V. Nên quý vị khỏi sợ phải gắn nhằn nè. 230V nè quý vị. Nè. Cái nơi sản xuất của nó nè quý vị. Nè. England nha quý vị. Sản xuất tại England. Đây. Các cổng của nó nè. Cossio. Nó có Cossio nè. Optical. Rồi. Còn cái đây là cái nút nhấn nè, không phải cái nút gạt mà cái nút nhấn thì nó sẽ tự chuyển lên tần số 192 luôn nha quý vị. Nó tự chuyển luôn nè, quý vị nhấn vào đây, nó chuyển lên. Vì nhấn vào thì cái đèn ở phía trước nó báo cho quý vị là sáng nha. Báo sáng. Chất âm cực kỳ trong nha quý vị, chất âm cái giải mã này. Rất là hay luôn. Tiếng của nó rất là trong, rất là ấm luôn quý vị ạ. Đi qua một lượt rất là đẹp quý vị, rất là đẹp long lanh luôn quý vị nha. Và mức giá Bi bán cái giải mã Musical Finally A324192K này là 17.500.000, 17.500.000. Quý vị nhớ alo cho Bi qua số điện thoại 0907 386 304. Cái đèn này quý vị, nếu quý vị không nhắn thì nó để là 96. Còn quý vị nhắn vào cái nút hồi nãy Bi chỉ á, thì nó sẽ tự chuyển lên 192. Thì nó sẽ sáng đây nha quý vị, sẽ sáng luôn. Con này mới về thôi, mới về, hàng đấu giá eBay về nha quý vị, rất là đẹp. Và quý vị đừng quên, đây là cái dây AV. Dây AV bên Bi không có dây AV nào mà đầu mỏ chim đâu quý vị. Dây loa mới đầu mỏ chim nha. Có một anh nào bình luận trên YouTube á, thì Bi cũng nhắc luôn là không có dây AV đầu mỏ chim nha quý vị. Không biết chắc anh bình luận vui hay sao. Đây, đây là dây AV đến từ hãng Acufy, nhựa dẻo. Mức giá Bi bán cái bộ dây AV này là 1.100.000, 1.100.000 nha quý vị. Quý vị nhớ alo cho mình nha. Rồi bây giờ Bi sẽ test nhạc qua cái đầu giải mã này luôn nha quý vị. Luôn nha, và quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái kênh của nhấn một cái chuông để quý vị liên tục cập nhật tình hình kênh của Bi nha quý vị ơi. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. Quên nhắc quý vị nhìn cái hình bên cạnh nha quý vị. Quý vị nhìn cái hình bên cạnh, quý vị sẽ thấy rõ cái ngoại thất bên trong của nó nha. Rất là khủng, nó xài tới 3 tăng phô, giống y chang một cái âm ly luôn nha quý vị. Chưa bao giờ Bi thấy một cái đầu giải mã chuyên nghiệp mà cái linh kiện ở bên trong nó như thế. Nó nặng lên tới 10kg nha quý vị, rất là nặng. Cực kỳ nặng quý vị, nhìn cái hình, Bi để cái hình bên cạnh nha. 3 tăng phô, xài 3 tăng phô luôn quý vị, không khác gì một cái âm ly cả. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nghe nhạc. Một chuyện tình cay đắng,
Tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng lán chung cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, lán khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lán khẽ nói: Điệp ơi lán cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Lán đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung chẳng tình đời là vòng dây oan trai. Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, thay cho nàng buồn xa nhân thế nào hơn thua tư. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Một cung đàn phải chẳng tình đời là vòng dây oan trai. Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, thương hay cho nàng buồn xa nhân thế nào thân thưa tử vì. Thương hay cho nàng buồn xa nhân thế nào thân thưa tử.
vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng cao ngàn niềm yêu thì thôi mà ước chi nhiều. Bên nhau sau tình xa vạn ly, cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sâu. Lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa bên dèm. Lầu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên. Chỉ nghe tiếng lá rơi phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai. Lầu kín chẳng về không lối chiếu, gác cao ngàn niềm yêu khi thôi mơ ước chi. Xa vạn ly cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sâu. Lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu bên dèm. Lầu vắng không người sông khép kín, nhớ em tôi gọi tên. Chỉ nghe tiếng lá rơi. Lầu vắng không người sông khép kín, nhớ em tôi gọi tên.